Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đánh vào hang ổ Nhật, chủ Vạn Thịnh Phát bị bắt, phát súng lệnh bắt đầu. Hang ổ Nhật tức là thành trì của hai Nhật Lê Thanh Hải, đã rất nhiều lần ông Nguyễn Phú Trọng muốn xử lý ông này nhưng bất thành. Đặc biệt là từ năm 2018, ông Tô Lâm đã vào Sài Gòn bắt em ruột ông Lê Thanh Hải là Lê Tấn Hùng, nhưng hướng điều tra này lại bế tắc và từ đó đến nay không tiến triển gì được thêm về việc moi ra sai phạm của Lê Thanh Hải. Lần này, ông Trọng đang cho đánh hướng khác, liệu có thành công hay không là câu hỏi rất lớn. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải và Trương Mỹ Lan. Gần 30 năm trước, bà Trương Muội được biết đến với tên Trương Mỹ Lan, chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một người gốc Hoa nổi tiếng lên ở thành phố, với thế lực kinh tế mạnh nhất nhì đất Sài Gòn. Sự lớn mạnh của Vạn Thịnh Phát được cho là nhờ cái bóng quyền lực của ông Lê Thanh Hải, tức là hai Nhật. Từ khi làm bí thư quận 5, ông Hải đã có mối quan hệ thân thuộc với gia tộc họ Trương nổi tiếng này. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB vào cuối năm 2011 được tái cơ cấu theo hình thức hợp nhất ba ngân hàng yếu kém, gồm Ngân hàng Đệ Nhất, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB. Và người thiết kế cho sự thâu tóm này là bà Trương Mỹ Lan, đứng sau việc thâu tóm chính là ông Lê Thanh Hải. Khi đó, ông đang làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tới năm 2014, thế lực Lê Thanh Hải có dấu hiệu yếu đi. Bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình là Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Chí Trung, Ngô Thành Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát và Lâm Thị Hòa đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Sau đó, cả người này đều đổi ý, không biết bởi ai thuyết phục. Vào ngày 8 tháng 10, báo Nhà nước đồng loạt thông tin bà Trương Mỹ Lan cùng với 3 bị can khác, bị can bao gồm Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Nguyễn Phương Hồng, sinh năm 1984, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, là trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và Hồ Biểu Phương, sinh năm 1972, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Được biết, tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuộc sở hữu của gia tộc họ Trương, được xếp vào hàng những công ty gia đình giàu có và kín tiếng tại Việt Nam. Bởi vì thông tin về chủ nhân chỉ là một vài dòng ngắn gọn trên trang web và gần như họ không tiếp xúc với truyền thông. Nhờ có sự bảo kê của ông Bí Thư Hải mà Vạn Thịnh Phát đã giành được rất nhiều khu đất vàng để kinh doanh bất động sản, mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn này. Như vậy, việc bắt bà Trương Mỹ Lan là phát súng lệnh của phe ông Tổng đang nhắm vào Lê Thanh Hải. Sai phạm về đất đai của ông Lê Thanh Hải là rất rõ ràng, nhưng đã nhiều năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không làm gì được ông cựu bí thư cứng cựa của thành phố Hồ Chí Minh này. Như tin đã đưa, từng đánh giá ông Nguyễn Phú Trọng không làm gì được tam trụ ăn đất Sài Gòn bao gồm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Trong đó, chân trụ Lê Thanh Hải là chân trụ đỡ hai chân trụ còn lại. Nếu bứng được Lê Thanh Hải thì việc loại bỏ hai chân trụ còn lại sẽ dễ dàng với ông Tổng Trọng hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh liệu ông Trọng có đưa lọ vào lò được nhà Lê Thanh Hải hay không. Vạn Thịnh Phát hưởng lợi rất lớn từ những quyết định mở ám thời ông Lê Thanh Hải làm bí thư. Những vị trí đắc địa tại thành phố lớn nhất đất nước đều lọt vào tay Vạn Thịnh Phát một cách dễ dàng. Đây là mối quan trọng để ông Tổng Bí Thư tấn công vào xào huyệt của gia tộc họ Lê Trương khét tiếng này. Ông Nguyễn Văn Nên về Sài Gòn sẽ nhận trách nhiệm bứng đi một tập đoàn chính trị mạnh nhất ở đây. Nếu lần này mà vẫn không chạm được vào ông Lê Thanh Hải thì e rằng câu nói chống tham nhũng không có vùng cấm của ông Nguyễn Phú Trọng lại là câu nói vô giá trị nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin dự tính vét tiền tháo chạy, dân tình dậy sóng. Từ ngày 12 tháng 7, mạng xã hội đã rộ tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Sau đó, ông Tô Ân Sô, chính văn phòng của Bộ Công an đã phải đính chính rằng đây là tin thất thiệt. Không những thế, Bộ Công an còn sốt sắng bắt người nào cho là đã tung tin đồn thất thiệt
để cứu lấy giá cổ phiếu của tập đoàn Vingroup. Từ ngày xuất hiện tin đồn cho đến nay đã gần 3 tháng, người ta vẫn không thấy ông Phạm Nhật Vượng đặt chân được ra đến nước ngoài. Được biết, tập đoàn Vingroup của Phạm Nhật Vượng hiện nay đang nợ đến 16 tỷ đô la, gấp 3 lần vốn chủ sở hữu. Vì thế, việc ông Phạm Nhật Vượng đang đối diện với núi nợ là điều ai cũng có thể nhìn thấy được. Đây là hình ảnh ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam. Mới đây, ông Phạm Nhật Vượng cho thành lập công ty cổ phần quản lý và đầu tư bất động sản VMI tràn ngập trên các mặt báo trong nước đăng tải. Các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã dậy sóng vì nhiều người cho rằng đây là chiêu lùa gà của ông Phạm Nhật Vượng để hốt tiền trả nợ. Công ty VMI có kế hoạch huy động tiền của các nhà đầu tư với chiêu bài góp vốn. Cụ thể, VMI chính là cổ đông của ông Vượng. Ông Vượng góp vốn bằng cổ phiếu VIC là công ty cổ phần tập đoàn Vingroup, làm chủ sở hữu, tức là góp vốn bằng giấy chứ không có tiền mặt. Sau đó sử dụng VMI để mua lại bất động sản của công ty cổ phần Vinhome, một công ty con của tập đoàn Vingroup. Các sản phẩm này đều có sẵn, sau đó chia từng món thành 50 phần bằng nhau, bán cho các nhà đầu tư nhỏ. Giá trị tối thiểu cho một phần này là 120 triệu đồng. Các nhà đầu tư góp tiền và vì thế ông Phạm Nhật Vượng sẽ có tiền để trả nợ. Ông Vượng thành lập một công ty mới và góp vốn bằng cổ phiếu của công ty cũ. Dùng công ty mới mua lại sản phẩm hiện có và sản phẩm trên giấy của công ty cũ và chia nhỏ nó ra để bán cho các công ty với cam kết lợi nhuận tối thiểu cao hơn so với ngân sách hàng hóa. Chiêu làm lòng vòng này là cách chiếm dụng vốn của các nhà đầu tư. Đây là hình ảnh chiêu được cho là lùa gà của ông Phạm Nhật Vượng vừa được tung ra và các báo chí nhà nước tung hề nó. Lấy ví dụ như sau, một sản phẩm rẻ nhất mà VMI chào bán là một căn hộ có giá 6 tỷ đồng. Nó được chia thành 50 phần bằng nhau. Ông Vượng sẽ xuất ra 50 tờ giấy chứng nhận đầu tư, mỗi tờ có mệnh giá 120 triệu và bán, thu về 6 tỷ đồng. 50 con người kia góp phần vào mua cổ phiếu kỳ vọng sang năm là 15%, thậm chí là hơn, năm sau thậm chí là kỳ vọng đến 75%, tức là căn hộ đó sang năm sẽ bán được 10,5 tỷ đồng. Một nhà đầu tư mua một suất 120 triệu đồng, sau 5 năm hy vọng thu về 210 triệu đồng. VMI cam kết mua lại với giá 156 triệu đồng, không lỗ. Đây là hai vấn đề đáng chú ý của VMI. Giá mua của VMI là giá do anh Vượng quyết định, tay phải bán cho tay trái và người mua là các nhà đầu tư mua đi bán lại. Rất nhiều bạn đọc cũng cho Thời báo chấm biết rằng ông không biết khi góp vốn vào công ty VMI của ông Phạm Nhật Vượng, không biết rồi họ giữ lại được tài sản là gì đây. Phía ban biên tập thì trả lời là các bạn sẽ giữ tờ giấy chứng nhận. Thế là họ nói rằng không nắm tài sản mà nắm tờ giấy thì biết đâu đấy là giấy lộn thì sao? Trái phiếu thành giấy lộn không hiếm và cổ phiếu thành tờ giấy lộn đầy ra đấy. Nói thế để nhiều người hiểu rằng góp tiền mà giữ một tờ giấy chứng nhận là rủi ro rất lớn. Đây là hình ảnh báo chí nhà nước đang lùa gà giúp cho ông Vượng. Qua đây mới thấy rằng rất có khả năng ông Phạm Nhật Vượng đang gặp khó khăn lớn về vốn và ông đã hết đường mượn thêm nên phải làm cách này. Đó là cái rủi. Có người thì lại cho rằng ông Phạm Nhật Vượng đang dùng chiêu hốt cú chót để cao chạy xa bay. Tuy nhiên, nếu hốt được mà muốn cao chạy xa bay cũng khó, bởi rất có thể ông Vượng đã bị quản thúc bằng lệnh ngầm mà nhiều người không hề hay biết. Tập đoàn FEC của ông Trịnh Văn Quyết cũng đã đổ. Câu hỏi là đến khi nào thì đến lượt Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng đây?